Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Huyện Đạ Tẻ ra quân chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 Tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Đạ Đả Tẻ Đảng ủy quân sự huyện sơ kết công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xét xử lưu động vụ án hủy hoại rừng tại xã Đạp An. Aribank chi nhánh Lâm Đồng trao tài trợ an sinh xã hội tại huyện Đạ Tẻ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Đạ Tẻ, từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt gia quân chiến dịch tiêm phòng vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Được biết, thời gian diễn ra chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 từ nay cho đến khi hoàn thành công tác tiêm cho các đối tượng. Mục tiêu của chiến dịch lần này, toàn huyện phấn đấu có 100% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. 100% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, được tiêm liều nhắc lại lần 1 vaccine COVID-19, và 100% người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân được tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau một tuần lễ triển khai, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, bằng nhiều hình thức triển khai, công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 tại các xã thị trấn được diễn ra khẩn trương và an toàn, với phương châm tiêm đầy đủ cho các đối tượng theo quy định. Theo đó, đã có hàng ngàn mũi vaccine cho các đối tượng đã được tiêm. Tại một số địa bàn trong huyện, ngoài việc tổ chức điểm tiêm cố định tại các trạm y tế, có cán bộ trực 24 trên 24 giờ. Các đội tiêm lưu động đã đến từng thôn tổ dân phố để tiêm vaccine cho người dân. Cùng với đó, cán bộ chính quyền, mặt trận và các đoàn thể luôn túc trực theo dõi diễn biến tiêm tại các điểm tiêm để kịp thời vận động người dân đến tiêm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch COVID-19 tạm thời được kiểm soát. Số ca nhiễm mỗi ngày ít nên đa số người dân chủ quan lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, Bộ Y tế đã ghi nhận Việt Nam đã có sự xâm nhập của biến chủng BA.5 của Omicron. Biến chủng mới này có một số lượng lớn các đột biến, trong đó có một số đột biến đáng lo ngại. Những người đã mắc các chủng COVID-19 trước đây có nguy cơ tái nhiễm với biến thể này cao hơn nhiều so với các chủng khác. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp bảo vệ sức khỏe hàng đầu hiện nay. Việc triển khai chiến dịch nhằm duy trì kết quả phòng chống dịch COVID-19 kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, kiên quyết không để bùng phát dịch COVID-19 lần thứ ba, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị trấn Đạ Tẻ đã long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là đơn vị được chọn để tổ chức điểm Ngày hội ý nghĩa này. Đến dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, quyền bí thư huyện ủy, các đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Điền và Trần Văn Hồng, Phó trưởng Công an huyện, các đồng chí Nguyễn Thị Minh, bí thư đảng ủy thị trấn, Trần Thế Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn, đại diện lãnh đạo các ngành, thành viên Ban chỉ đạo huyện, bí thư tri bộ, tổ trưởng tổ dân phố. Trong thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của chính quyền, sự tham gia tích cực của nhân dân với vai trò nòng cốt là mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng công an cùng bà con nhân dân đã triển khai tích cực, hiệu quả, phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2022, công an thị trấn đã phối hợp xác minh làm rõ 9 trên 9 vụ phạm pháp hình sự, tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em tổ chức tuyên truyền đến các hộ sửa xe, cầm đồ, điện thoại di động, quán nhậu, cà phê, các nhà nghỉ, nhà trọ, các hộ tiểu thương, kinh doanh buôn bán và ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự với 627 trường hợp, đăng tải 20 bài viết tuyên truyền về phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trên nhóm Zalo của Công an Thị trấn. Hơn 885 lượt chia sẻ bài viết trên hệ thống các nhóm Zalo, mô hình kết nối Zalo phòng chống tội phạm, thu hút 19.000 lượt người tiếp cận các bài viết. Giáo dục dân đe 29 lượt đối tượng, yêu cầu ký cam kết đối với 119 lượt đối tượng trong diện quản lý, duy trì hoạt động mới mô hình đảm bảo an ninh trật tự, gồm mô hình khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 22 tổ dân phố, mô hình câu lạc bộ phụ nữ với kiến thức pháp luật, mô hình khu dân cư không có tệ nạn ma túy, mô hình kết nối Zalo phòng chống tội phạm, xây dựng đô thị văn minh, mô hình camera an ninh tại 22 tổ dân phố chỉ đạo các tổ dân phố, các trường học trực thuộc tiến hành đăng ký xây dựng khu dân cư, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Chú trọng xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến gắn với kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại ngày hội, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận, cách làm hay, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của thị trấn trong thời gian qua. Nhân dịp này, giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho một cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Có hai tập thể và một cá nhân được giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen vì đã có thành tích trong thực hiện chỉ thị 08 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy quân sự huyện Vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Đã cụ thể hóa các nội dung triển khai của ban chỉ đạo 35 cấp trên và địa phương trước trong và sau mỗi sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc, của Đảng lực lượng vũ trang và địa phương tích cực tham gia đấu tranh phản bác với các hình thức như đăng chia sẻ các bài viết phản biện tham gia bình luận phản biện các bình luận tiêu cực trong các bài viết đã đăng trên các trang nhóm của bộ chỉ huy quân sự tỉnh lâm đồng của huyện đạ tẻ trang nam lâm đồng của ban chỉ huy quân sự huyện nhóm dân quân đạ lây của ban chỉ huy quân sự xã đạ lây và các trang nhóm chính thống khác động viên khuyến khích cán bộ chiến sĩ Tích cực viết bài, chia sẻ, tương tác các bài viết chính thống của lực lượng 47 được đăng trên các nhóm để gián tiếp đấu tranh với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đã đăng 2.232 bài, 21.655 lượt chia sẻ, 51.093 bình luận về các bài viết, video, clip, tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các hoạt động cứu hộ, cứu nạn bảo vệ chủ quyền biển đảo của quân đội, tình hình kinh tế xã hội của địa phương và hoạt động lực lượng vũ trang tỉnh, huyện với 854.489 lượt cảm xúc và 21.981.000 lượt tiếp cận. Hàng tuần, Đảng ủy, Ban chỉ huy tổ chức triển khai hoạt động đấu tranh thông qua nhóm kín Zalo, VCnet đã tẻ. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các ban, các đơn vị, của các bộ phận chuyên môn, nhất là những nhiệm vụ nhạy cảm, dễ bị bọn xấu lợi dụng tuyên truyền chống phá, kích động như công tác khen thưởng, chính sách, dân vận, dân quân, quân lực, tài chính, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh. Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương như ban tuyên giáo, huyện đoàn, hội cựu chiến binh, phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, công an huyện trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả đề án trong lực lượng vũ trang huyện, bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo 35 cấp trên và địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng để triển khai thực hiện sát đúng chất lượng hiệu quả. Nhân dịp này, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và hoạt động đấu tranh trên không gian mạng trong 6 tháng đầu năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại xã Đạ Pan, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Tẻ đã mở phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án hủy hoại rừng đối với các bị cáo Nguyễn Văn Sức, sinh năm 1973, trú tại thôn 1 xã Đạ Kho, và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1984, trú tại thôn 2 xã Đạ Kho. Theo kết quả điều tra cho thấy, do muốn có đất để trồng sâu nuôi tầm và nghe Phạm Đình Toán, trú tại thôn Bình Hòa xã Đạ Pan, nói có miếng đất tại tiểu khu 561, tiểu khu 514B thuộc địa phận xã Đạp An. Trước đây trồng tiêu, cà phê, điều, nay bỏ hoang. Nguyễn Văn Sức đã rủ Nguyễn Văn Tuấn thuê người phát dọn cây rừng để trồng dâu. Từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2022, Sức Tuấn thuê người phát dọn với số tiền công là 8 triệu đồng. Trong lúc đang phát dọn thì ngày 12 tháng 3 năm 2022, lực lượng kiểm lâm huyện Nạ Tẻ phát hiện và bắt quả tang về hành vi phát rừng trái phép. Kết quả khám nghiệm hiện trường của các ngành chức năng huyện đã Tẻ xác định tổng diện tích rừng thiệt hại là 11.853 m2, trong đó có 5.607 m2 là diện tích thiệt hại đủ tố cấu thành rừng. Giá trị thiệt hại về cây rừng lộ ô che nứa trên diện tích vi phạm là 1 triệu 121.400 đồng. Giá trị thiệt hại về môi trường rừng là 3 triệu 364.200 đồng. Kết quả điều tra đã xác định số người được sức tuấn thuê phát dọn không biết đây là diện tích đất rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp đã Tẻ quản lý mà chỉ được sức tuấn thuê phát dọn và trả công nên chưa đủ căn cứ để xử lý vi phạm. Đối với hành vi của Nguyễn Văn Sức và Nguyễn Văn Tuấn đã phạm vào tội hủy hoại rừng quy định tại điểm B khoản 1 điều 243 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa trước những chứng cứ có tại hồ sơ, lời khai của nhân chứng Kết quả tranh tụng công khai, các bị cáo Sức Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội hủy hoại rừng do bản thân đã gây ra tại khu vực 1 phần khoảnh 4 tiểu khu 561 và 1 phần khoảnh 8 tiểu khu 544B thuộc địa bàn xã Đạp Ban. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình Sự trên cơ sở đánh giá khách quan động cơ mục đích và hậu quả của hành vi phạm tội do nguyễn văn sức và nguyễn văn tuấn đã gây ra các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện đạ tẻ đã tuyên phạt nguyễn văn sức và nguyễn văn tuấn mỗi bị cáo chấp hành hình phạt 12 tháng tù và phải bồi thường thiệt hại môi trường rừng với số tiền 4 triệu 485 600 đồng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ngân hàng Aribank Lâm Đồng 2 và Aribank chi nhánh Đạ Tẻ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức chương trình tài trợ an sinh xã hội cho người nghèo, học sinh khó khăn tại huyện Đạ Tẻ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, quyền bí thư huyện ủy, lãnh đạo Aribank Lâm Đồng 2 và Aribank chi nhánh Đạ Tẻ. Được biết, chương trình tài trợ an sinh xã hội của Aribank chi nhánh Lâm Đồng 2 được triển khai tại các địa phương trong tỉnh từ nhiều năm nay, trong đó tại huyện Đạ Tẻ. Những năm qua, Aribank Lâm Đồng 2 cũng như Aribank chi nhánh Đạ Tẻ đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện đời sống của người dân địa phương, tiếp ước cho các em học sinh đến trường, góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại huyện Đạ Tẻ. Nhằm chung tay với huyện Đạ Tẻ thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong đời sống và học tập. Trong chương trình tài trợ an sinh xã hội năm nay, Aribank chi nhánh Lâm Đồng 2 và Aribank chi nhánh Đạ Tẻ hỗ trợ cho huyện số tiền 250 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ quỹ vì người nghèo của huyện 200 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà, trao 50 triệu đồng cho phòng giáo dục đào tạo huyện để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện đến trường. Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuyên, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Aribank chi nhánh Lâm Đồng 2 và Arribank chi nhánh Đạ Tẻ đã chia sẻ và luôn đồng hành cùng những khó khăn của huyện. Nguồn tài trợ này sẽ hỗ trợ một phần cho công tác giảm nghèo của huyện, hỗ trợ các hộ nghèo, các em học sinh vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Sự hỗ trợ của Arribank chi nhánh Lâm Đồng 2 và Arribank chi nhánh Đạ Tẻ hôm nay sẽ giúp cho huyện Đạ Tẻ tiếp tục có những ngôi nhà mới sạch đẹp, ấm áp hơn, các em học sinh tự tin đến trường với tâm thế tốt nhất cho ngày khai giảng năm học mới.